Đại tướng Phil Davidson phải bắt lãnh đạo Trung Cộng trả một cái giá thật đắt tại Biển Đông. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Philip Davidson, lên án mạnh mẽ Trung Cộng khi nước này đưa tàu Hạ Dương 8 tới bãi Tư Chính. Ông chia sẻ, mối quan hệ quân sự của Hoa Kỳ với các đồng minh Thái Bình Dương của chúng tôi rất bền chặt, đặc biệt là với 5 đồng minh hiệp ước là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Philippines và Thái Lan. Chúng tôi có liên lạc tất cả các quốc gia đó và tôi dành nhiều thời gian để làm việc lên kế hoạch với họ. Mối quan hệ của chúng tôi cũng đang phát triển mạnh mẽ hơn với các quốc gia không có hiệp ước như Singapore và Việt Nam. Tôi sẽ so sánh với cấu trúc liên minh mà Trung Quốc đang cố xây dựng thông qua sáng kiến một vành đai một con đường, cái mà cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis gọi nó là một con đường của các quốc gia cống nạp cho Trung Quốc. Trật tự quốc tế hiện đang bị Trung Quốc phá vỡ và chúng ta không thể bỏ qua điều đó. Hoa Kỳ và Trung Quốc có sự phân biệt cơ bản về các giá trị và về cách tiếp cận trật tự quốc tế hiện tại. Trung Quốc đang quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, bất chấp lệnh tòa án quốc tế. Bạn có thể thấy điều đó trong các chính sách kinh tế tiên quyết đằng sau sáng kiến một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Trong đó bỏ qua các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, Trung Quốc đang mua chuộc và lôi kéo các quốc gia như Việt Nam vào một cái bẫy nợ và buộc họ phải trao đổi chủ quyền để trả một khoản nợ mặc định. Bạn có thể thấy sự khác biệt của các giá trị trong cách Trung Quốc đối xử với người suy ngô nhĩ theo đạo Hồi ở miền Tây Trung Quốc bằng cách báo cáo thực tập 1 triệu người trong các trại cải tạo của Hồi giáo. Bạn có thể thấy khác biệt của các giá trị trong các cuộc biểu tình dân chủ gần đây của người dân Hồng Kông. Trong nhiều thập kỷ, chiến lược của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc dựa trên niềm tin rằng khi được tích hợp chặt chẽ hơn vào nền kinh tế toàn cầu, Bắc Kinh sẽ trở nên tự do và dân chủ hơn về mặt chính trị. Chuyện gì đã xảy ra? Chiến lược cũ cho rằng Trung Quốc sẽ tự do hóa vì nó được tích hợp chặt chẽ hơn vào trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc đơn giản là không hiệu quả. Sự tự do hóa như mong mỏi đã không xảy ra. Trung Quốc ngày một độc tài và bành trướng hơn khi phân tích Trung Quốc xây dựng bảy hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông từ góc độ quân sự. Ông thấy chiến lược nào thúc đẩy hành động của họ? Tôi nghĩ rằng chúng ta phải bắt lãnh đạo Trung Quốc trả một cái giá thật đắt. Họ tuyên bố Biển Đông và đường lưỡi bò chín đoạn là lãnh thổ chủ quyền của họ. Trung Quốc thậm chí đã thông qua luật nội bộ tự trao cho bản thân chủ quyền đối với chuỗi đảo Hoàng Sa, quần đảo của Việt Nam trước kia. Vì vậy, các nước láng giềng của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam và 5 đồng minh trong hiệp ước của chúng tôi, đang bày tỏ mối quan ngại lớn về các yêu sách của Trung Quốc. Chính sách ngoại giao của Trung Quốc đang tìm cách buộc các thành viên ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á xác định các quy tắc ứng xử trong khu vực mà nó được quy định bởi Bắc Kinh và tuân thủ các tiêu chuẩn của Trung Quốc. Trung Quốc muốn đàm phán các điều khoản tham gia thuận lợi và hối thúc theo các cuộc đàm phán đó để tạo ra các quy tắc và chuẩn mực mới. Vì vậy, điều quan trọng đối với cộng đồng quốc tế là đứng đằng sau và ủng hộ các quốc gia láng giềng đang cố gắng duy trì luật hàng hải quốc tế. Philip Fitz Scott Davidson là đô đốc 4 sao trong Hải quân Hoa Kỳ, hiện đang là tư lệnh thứ 25 của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2018, đô đốc Davidson đến từ Louis Missouri. Ông tốt nghiệp năm 1982 của Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện đã xác nhận Davidson kế nhiệm đô đốc Harry B. Harris Jr. Lễ thay đổi chỉ huy diễn ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2018. Cùng ngày hôm đó, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Đô đốc Philip Davidson thăm Việt Nam vào tháng 4 năm 2019. Đô đốc Philip Davidson đảm nhận chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ từ tháng 5 năm 2018 và báo cáo trực tiếp lên Tổng thống Mỹ thông qua Bộ trưởng Quốc phòng. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ là bộ chỉ huy quân sự lâu đời nhất và lớn nhất của Mỹ với phạm vi hoạt động bao phủ khoảng một nửa bề mặt trái đất, trải dài từ vùng biển từ bờ Tây nước Mỹ đến biên giới phía Tây của Ấn Độ và từ Nam Cực đến Bắc Cực.
Trong thập niên qua, Hoa Kỳ ngày càng tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Dự toán ngân sách quốc phòng cho năm 2020 chính là nhằm đáp lại những thách thức từ Trung Quốc đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Kể từ năm 2017, Hải quân Mỹ đã gia tăng các cuộc tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, thường xuyên đi vào khu vực 12 hải lý chung quanh các đảo và đá mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền. Trong một diễn biến khác, Trung Quốc sẽ trả giá nếu để cao căng thẳng Biển Đông. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt nhận định Trung Quốc sẽ không muốn để cao căng thẳng trên Biển Đông vì họ có thể phải trả giá về kinh tế nếu xem thường luật pháp quốc tế. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt, thành viên Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam là một trong những chuyên gia về Biển Đông. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của ông về việc Trung Quốc đưa tàu xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tôi cho rằng căng thẳng lần này, nếu được đẩy lên cao, sẽ không có lợi cho Trung Quốc. Vì bối cảnh hiện nay, khác so với sự kiện HD981 năm 2014, Trung Quốc một là muốn thử phản ứng của Việt Nam, hai là muốn lái thế giới tập trung vào vụ đó để Trung Quốc có thể tập trung xây dựng đạo nhân tạo. Nay các đạo nhân tạo đó đã xong hết rồi, vậy thì Trung Quốc gây căng thẳng để làm gì? Phép thử đường lưỡi bò. Theo tôi, vụ này có mấy điểm cần lưu ý. Một là Trung Quốc tiếp tục sử dụng luận điệu rằng các mỏ dầu nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam nhưng cũng nằm trong đường lưỡi bò của Trung Quốc để xem dư luận thế giới và Việt Nam đến nay phản ứng như thế nào. Sau phán quyết năm 2016 trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc thì dư luận ủng hộ phán quyết lên cao nhưng cũng có nhiều quốc gia không chính thức lên tiếng. Hai là Trung Quốc cũng đang mắc kẹt trong cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, và đây không chỉ là về thương mại mà còn là cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai quốc gia xem ai sẽ là cường quốc số 1. Tôi cho rằng đây không phải là bối cảnh tốt để Trung Quốc làm lớn chuyện. Năm 2014, Trung Quốc còn kéo cả tàu khu trục cũng như tàu ngầm san trận ở đó sẵn, lần này Trung Quốc chỉ mang một số tàu hộ tống thôi. Đây cũng có thể xem là một động thái nắn gân của Trung Quốc với ASEAN. Hiện nay nhiều nước Đông Nam Á có vẻ như đang thức tỉnh trước chính sách vành đai con đường của Trung Quốc. Chính sách này được xem là biểu tượng hàng đầu cho tham vọng tranh giành ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh, nhưng đang vấp phải sự nghi kỵ và chỉ trích vì sự thiếu minh bạch cũng như những rủi ro mà nó mang lại, bao gồm cái gọi là bẫy nợ. Cũng có thể Trung Quốc muốn gửi đi tín hiệu rằng dù nhiều người nghĩ chiến tranh thương mại đã làm Trung Quốc suy yếu, nhưng thực tế Bắc Kinh vẫn còn đầy đủ sức mạnh. Quan điểm của Việt Nam đó là sự bất biến ứng vạn biến. Chủ quyền của chúng ta là bất biến không thay đổi, nhưng phương pháp đấu tranh thì tùy từng lúc, tùy thời cơ. Tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông rõ ràng cũng không bao giờ thay đổi, nhất quán xuyên suốt các thời kỳ. Chỉ khi Trung Quốc bị cộng đồng quốc tế phản đối đến mức không thể làm gì được thì Trung Quốc mới chịu rút lui. Có thể thấy là tin tức sớm nhất về sự việc lần này đều là xuất phát từ phía Mỹ, dù không phải là từ chính quyền hay quan chức mà là từ giới nghiên cứu học giả. Nói một cách sòng phẳng thì những thông tin đó nếu không được chính phủ bật đèn xanh cung cấp thì khó mà tiếp cận được. Tôi nghĩ Mỹ đã đợi xem Việt Nam phản ứng như thế nào. Nếu Việt Nam lên tiếng thì Mỹ sẵn sàng ủng hộ Việt Nam vì hai bên có lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực. Cộng đồng quốc tế có thể khiến Trung Quốc trả giá về kinh tế. Mỹ sẽ có nhiều biện pháp để thách thức Trung Quốc nếu Mỹ muốn. Đơn giản nhất, Mỹ có thể tổ chức một hoạt động tự do hàng hải tại khu vực. Mỹ có thể đưa ra những tuyên bố với sự lên tiếng của nhiều nghị sĩ, quan chức Mỹ chống lại Trung Quốc. Chính quyền Mỹ cũng có thể tiến tới việc trừng phạt Trung Quốc về mặt kinh tế với lý do Trung Quốc không tuân thủ luật quốc tế. Chúng ta không mong chờ, không thúc đẩy đối đầu quân sự. Song Mỹ và cộng đồng quốc tế có thể khiến Trung Quốc phải trả giá về kinh tế thương mại nếu Trung Quốc coi thường luật quốc tế, gây ảnh hưởng đến tự do hàng hải, tự do thương mại, đe dọa đến sự phát triển kinh tế và ổn định của khu vực. Hết tháng 7 sang tháng 8 là biển sẽ không còn êm nữa. Cá nhân tôi cho rằng Trung Quốc cũng không muốn đẩy sự việc lên cao. Tuy nhiên Trung Quốc đã cho thấy họ phớt lờ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Và nếu chúng ta không phản ứng thì Trung Quốc sẽ được đăng chân, lần đằng đầu. Nếu không bị phản đối, Trung Quốc sẽ càng ngang ngược, làm tới với mục đích sau cùng là kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Cách đây không lâu, tàu dân quân biển của Trung Quốc đã tông thẳng vào tàu đánh cá Philippines, khiến 12 ngư dân trôi nổi trên biển. Gần đây thì Trung Quốc cũng quấy nhiễu các tàu Malaysia, và Malaysia buộc phải đưa tàu chiến ra khu vực đó.
các quốc gia ASEAN phải ý thức rất rõ về nguy cơ từ những hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông và phải đoàn kết cùng nhau lên tiếng tuyên bố về ứng xử trên Biển Đông mà Trung Quốc và ASEAN ký năm 2002 tới giờ cũng không có tác dụng nhiều. Nên quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam là muốn có một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý, chứ không phải là một tuyên bố chính trị chung chung. Mong chờ về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông rõ ràng là một thực tế còn phức tạp. Dù Thủ tướng Trung Quốc năm ngoái có thể đưa ra bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông trong vòng 3 năm nữa. Với những hành vi gây căng thẳng của Trung Quốc như vậy, tôi cho là bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông khó có thể ra đời trong thời gian đó.